Dựa trên dữ liệu chính thức do Đại học Oxford thu thập, tốc độ lây nhiễm ở Hungary vào cuối tháng 10 năm 2021 đạt đỉnh cao nhất với 1,85, đồng nghĩa trung bình cứ một người bị nhiễm sẽ lây cho gần hai người. Trong những ngày đầu tháng 11, tỷ lệ lây nhiễm của Hungary dù đã giảm một chút so với những tháng trước khi xuống còn 1,79 nhưng vẫn thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Các chuyên gia y tế Hungary đang hy vọng việc tái áp đặt các biện pháp hạn chế của chính phủ từ đầu tháng 11 có thể kìm hãm tốc độ lây lan ở Hungary trong những ngày tới. Trong ngày hôm qua, Hungary đã ghi nhận thêm hơn 6.200 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm kể từ khi đợt dịch bùng phát đầu tiên lên thành hơn 885.000 ca.